vừa mà cái tranh thủ bụng rồi đấy. Cái bụng à, thế à? Cái bụng lại nhỏ hẳn đi. Thế mới hay. Rồi cái gì thì ấy nó cao lên thì nó khỏi lặt cái bụng, kéo cao bụng lên thì nó đỡ nặng ra như nào. Rồi. Wow, chào anh nhá. Vâng. Thì bụng nó kéo được cả quần lên thì nó không tẽ bụng xuống thì nó không nặng cái bụng ấy như nào. Vậy mà con bà giỏi, có cái gì mà nói. Nó là như thế. Tặng thêm cho hai cái com lê. À xin lỗi, hai calavat. Em bảo chắc là cái này tặng thất cổ cho. Cổ cũng là, thế là nhà này. Ngày trước là may mấy cái bộ trước ngày xưa cũng được mấy bộ cái com lê của cái calavat bỏ đây. Nó cũng nổi tiếng. Tặng cho hai cái rồi. Hai cái đáng cái gì? Tự nhiên là họ tặng cho hai chiếc. Thì nốt cùi đá. Trước là được tặng một chiếc. Hai quần anh. Cái ngồi khúc này. Tranh thủ ấy này. Tranh thủ này.